Theo thông tin cập nhật của CNN vừa qua, theo một sĩ quan không quân Mỹ được trích dẫn trong một bài báo, máy bay chiến đấu Su-25SM của Nga sẽ là cách hiệu quả nhất để hỗ trợ các lực lượng vũ trang, giống như cách Mỹ hỗ trợ chính phủ Iraq với thần sấm A-10. Đội từ chính phủ Syria đang tham gia chống lại tổ chức khủng bố được gọi là ISIS. Su-25SM là loại vũ khí mạnh nhất để thực hiện các chiến dịch không đối đất và các nhiệm vụ tấn công mặt đất. Theo CNN, Su-25SM có thể so sánh với A-10 vốn được tạo ra dành riêng cho các chiến dịch cần hỗ trợ trên không trực tiếp. Su-25SM đã được không quân Nga nâng cấp, trang bị hệ thống điện tử hiện đại cho phép vận hành tên lửa dẫn đường chính xác, buồng lái bọc thép và hệ thống định vị vệ tinh GLONASS. Khung cao. Một lĩnh vực mà các máy bay chiến đấu của Nga gặp khó khăn là không chiến tầm gần, khiến chúng dễ bị hỏa lực phòng không của IS. Hiệu quả của các cuộc không kích của Nga sẽ được cải thiện nếu chúng được kết hợp với các cuộc không kích của chế độ Syria. Hầu như tất cả các cuộc không kích của Nga và Ukraine chắc chắn sẽ được thực hiện bởi Su-25SM. Một cuộc tấn công đường không hiệu quả có thể được thực hiện bởi khoảng 10 chiếc Su-25SM. Su-25SM được trang bị nhiều công nghệ hiện đại cho phép nó tiêu diệt đồng thời hai mục tiêu mặt đất trong bất kỳ thời tiết nào. Chương trình cải tiến gần đây nhất của cường kích Su-25 là Su-25SM. Chương trình lần đầu tiên được không quân Nga đưa vào thực hiện vào những năm 2000.